Hơn một tuần qua, nắng nóng gay gắt trên diện rộng và kéo dài nhất kể từ đầu mùa hè đến nay. Nhiều nơi ghi nhận nền nhiệt từ 39 đến 42 độ C. Thời tiết nắng nóng đã khiến lượng bệnh nhân là trẻ nhỏ và người lớn tuổi đến khám và điều trị tại các bệnh viện tăng cao. Bệnh nhi nhập viện chủ yếu là trẻ dưới 5 tuổi, mắc các bệnh lý chủ yếu là viêm họng, viêm phổi, viêm phế quản, sốt virus, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày, tay chân miệng. Đáng lo ngại, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bệnh nặng và biến chứng. Cứ mỗi một bệnh nhi đi kèm 1 đến 2 người nhà càng khiến bệnh viện thêm đông đúc. Để đảm bảo việc cấp cứu và điều trị kịp thời cho trẻ, nhiều bệnh viện đã phải tăng cường số lượng bác sĩ, y tá ở các kiếp trực các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, khám bệnh, hô hấp, bố trí nhân viên trực 24 trên 24 giờ để kịp thời trả lời các thắc mắc, tư vấn cho người nhà bệnh nhân. Không chỉ trẻ nhỏ, nắng nóng gay gắt còn khiến người lớn tuổi nhập viện điều trị cũng tăng cao. Phần lớn bệnh nhân là người cao tuổi, mắc các bệnh lý như tai biến, tim mạch, tăng huyết áp, đường hô hấp, nhiễm trùng đường tiêu hóa, đột quỵ. Bên cạnh đó có nhiều trường hợp nhập viện liên quan đến say nắng, say nóng, viêm phổi. Được biết, ngành y tế nhiều tỉnh thành đã có văn bản gửi các sở y tế trên địa bàn yêu cầu chuẩn bị đầy đủ các phương tiện đảm bảo việc chống nóng cho bệnh nhân đến khám và điều trị, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh tại các khu vực khám bệnh, khu vực thu viện phí, khám theo lịch hẹn, đồng thời yêu cầu các cơ sở y tế, các đơn vị trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu tại viện và ngoại viện, cũng như tổ chức tập huấn lại kỹ năng cấp cứu người say nắng, sốc nhiệt và đặc biệt là đột quỵ, sẵn sàng cấp cứu kịp thời người bệnh.